Hello, xin chào tất cả các anh chị em và những người bạn của Linh. Xin chào top 5% dân số nhanh nhất hành tinh cập nhật thông tin về tiến trình phát triển của tập đoàn công nghệ giao thông vận tải 4.0 Skyway. Đây là chuyên mục livestream lúc 20:30 hàng ngày của Linh để cung cấp cho các anh chị những thông tin được cập nhật nhanh nhất, mới nhất về tập đoàn Skyway. Đầu tiên thì cho Linh gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị, bởi vì các anh chị đã chọn mặt gửi vàng và cập nhật thông tin qua livestream của Linh. Thế thì có một số những cái lý do mà anh chị nên cập nhật thông tin qua livestream của Linh thì như sau. Thứ nhất, Linh là một cổ đông của tập đoàn Skyway. Chính vì thế Linh biết được đâu là nguồn thông tin chuẩn để chia sẻ cho các anh chị. Lý do thứ hai thì Linh là người đã trực tiếp sang công trường thi công của Skyway ở bên Sara, ở UAE. Nên Linh có thể thấy được những cái sự thay đổi trong suốt những năm tháng vừa qua và cái sự phát triển của tập đoàn Skyway. Cái lý do thứ ba thì là những thông tin mà Linh cung cấp cho các anh các chị là những thông tin cực kỳ chuẩn nguồn, những thông tin vô cùng chính xác và được cập nhật nhanh nhất, mới nhất hàng ngày nha các anh chị nhé. Xuyên suốt những cái nội dung livestream của Linh thì Linh có một câu slogan, đó là Linh không vẽ một tương lai màu hồng mà Linh chỉ cho các anh chị thấy thực tế. Tức là trong những cái livestream của Linh thì sẽ chỉ có những thông tin thực tế thôi nha các anh chị nhé. Hoàn toàn là không có tô vẽ bất cứ một thông tin nào cả. Linh cũng không hứa hẹn và không mở tô vẽ thông tin, mà Linh chỉ đưa ra những thông tin thực tế cho các anh chị thôi. Hello, xin chào tất cả các anh chị đang xem. Xin chào anh Đình Phụng, xin chào anh cậu chủ họ Trịnh, xin chào anh Bốn, xin chào chị Kim Ngân. Hello tất cả các anh chị em nhé. Anh Bốn chúc Linh buổi tối vui vẻ, cảm ơn anh nha. Cùng theo dõi livestream và cập nhật thông tin anh nhé. Chị Kim Ngân, càng những lúc nút rút như này càng phải nghe Linh nói để lấy động lực. Em cảm ơn chị Kim Ngân nhiều nhé. Ok, thế thì là cái nội dung livestream ngày hôm nay thì Linh đã chuẩn bị rất là kỹ, cùng những cái thông tin chuẩn nguồn, cùng những cái thông tin mà chuẩn xác nhất, lấy từ nguồn gốc luôn. Nghĩa là lấy từ cái gốc luôn ấy, chứ không phải là qua cái nọ qua kia đâu. Đấy, để Linh gửi tới các anh các chị, và để cho những anh chị mà đến bây giờ rồi chỉ còn có 3 ngày nữa là Skyway là sẽ giảm cái chiết khấu cao như hiện tại đấy, thì là vẫn còn chần chừ và chưa đầu tư Skyway, thì là Linh sẽ giúp các anh chị giải quyết tất cả những cái vướng mắc, tất cả những cái thắc mắc của anh chị mà khiến các anh chị chần chừ chưa đầu tư vào Skyway, thì Linh sẽ giúp các anh chị giải đáp rõ cái vấn đề này. Hello anh Minh Thọ, hello Vũ Miền, chào em chất nhé. Bởi vì chúng ta chỉ còn 3 ngày nữa, chúng ta sẽ chỉ còn 3 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đóng lại cái mức chiết khấu cao như này đối với cổ phần Skyway. Và sẽ rất là tiếc cho anh chị nào mà chưa kịp nắm giữ cổ phần ở thời điểm này. Hôm nay là thứ 6, thứ 7 chủ nhật thì công ty không làm việc. Và sẽ rất là tiếc nếu như anh chị muốn đầu tư nhiều cũng sẽ không đầu tư nhiều được ở thời điểm này. Lý do là như này. Bởi vì là công ty thì sẽ phải xác minh tài khoản của anh chị trước khi anh chị đầu tư. Đấy. Nếu như không xác minh tài khoản thì sẽ chỉ được đầu tư tối đa là một gói trả thẳng hoặc một gói trả góp. Đấy. Tức là đến cái thời điểm này mà tài khoản của anh chị chưa được xác minh ấy, thì anh chị không có cơ hội để mà sở hữu nhiều cổ phần của Skyway ở tại thời điểm này nữa. Bởi vì tài khoản bắt buộc được xác minh thì mới có thể sở hữu nhiều cổ phần của Skyway ở tại thời điểm này. Hello, xin chào tất cả anh chị em, xin chào chị Hương Lê, xin chào bạn Bùi Mạnh Cầm, xin chào Monsuka, bé Thảo Doraemon. Hello tất cả các anh chị em. Đấy, anh chị em thấy không? Nước đến chân mới nhảy là thực sự là đánh mất rất là nhiều cơ hội luôn.
Bởi vì thứ bảy chủ nhật thì phía tập đoàn IT của tập đoàn Skyway không làm việc, nên là không thể xác minh được tài khoản cho các anh các chị. Và nếu không được xác minh thì các anh chị chỉ được đầu tư tối đa là một gói trả thẳng hoặc một gói trả góp thôi. Đấy, nếu anh chị là muốn đầu tư rất là nhiều, đúng không ạ? Muốn đầu tư rất nhiều, à đấy, lên kiểm tra xem ngày 31 còn ấy không nhé. Ngày 31 còn cơ hội không nhé? À, ngày 31 là thứ hai. Ngày 31 là thứ hai thì anh chị lập tài khoản thì là vẫn được xác minh. Nhưng mà anh chị hình dung là như này này, cái ngày thứ hai là cái ngày họ rất là bận rộn. Và ngày thứ hai sẽ rất là bận rộn, và cái tài khoản của anh chị có thể đến tận cuối ngày mới được xác minh. Đến tận cuối ngày mới được xác minh thì sẽ thậm chí là mất rất nhiều thời gian để các anh chị có thể là đầu tư được nhiều gói lớn. Đấy. Anh 4, em Linh ngày càng xinh, cảm ơn anh 4 nhé. Xin chào Hồ Như, chị Hương Lê. ok chị, em cảm ơn chị nhé. Em đang cố gắng ạ. Hồ Như, em được xác minh hôm nay rồi chị ạ. Bởi vì hôm nay là thứ 6 nên là công ty vẫn làm việc. Thế nhưng mà đến thứ 7 chủ nhật, tức là ngày mai, thì công ty IT của công ty không làm việc. Nên là xin chào thầy Phong Thần Học ạ. Nên là sẽ không được xác minh. Chính Võ xin quá chị. Dạ vâng, cảm ơn bạn Chính Võ nhé. Xin chào tất cả các anh chị. Ok, thế thì là Linh sẽ đi vào cái nội dung chính luôn. Đó là cái việc là nhiều anh chị thì đến thời điểm này rồi thì là vẫn chưa quyết định là đầu tư Skyway. Bởi vì là rất là nhiều những cái lý do, những cái lý do cơ bản của những người mà đầu tìm hiểu đầu tư Skyway lần đầu ấy. Hello anh Cương Trần nhé. Anh Chính Võ, chị chia sẻ nội dung gì vậy? À, đây là một cơ hội để đầu tư nắm giữ cổ phần của một tập đoàn công nghệ giao thông vận tải 4.0 tên là Skyway, và hiện tại thì là đang thương mại hóa trên quy mô toàn cầu, tức là đang xây dựng trên quy mô toàn cầu. Đang xây dựng trên quy mô toàn cầu anh chị em ạ. Đấy, tức là đang thương mại hóa rồi. Đấy, và đây là những cái thời điểm mà cuối cùng trong cái việc là được nắm giữ cổ phần của họ, được nắm giữ cổ phần của họ. Đây là mình đang đầu tư sớm nha anh chị em nhé. Mình đầu tư sớm, tức là mình đầu tư vào một cái tập đoàn khởi nghiệp đấy. Mình đầu tư sớm và mình nắm giữ cổ phần của họ đấy. Đấy, thì sau này là mình sẽ được nhận cổ tức hàng năm này, hàng tháng hàng năm này. Đấy, hoặc kinh doanh có lãi thì là mình sẽ được nhận cổ tức hàng tháng hàng năm. Rồi là khi mà họ lên sàn giao dịch chứng khoán thì là mình sẽ được có thể là được bán cổ phần đấy, bán cổ phiếu. Nên sàn giao dịch chứng khoán thì sẽ là bán cổ phiếu. Vũ Miền, Linh giờ tròn tròn, ôi rồi tròn lắm rồi, bây giờ là hơn nửa tạ rồi anh chị em ạ. Cân nặng là từ ngót nửa tạ lên hơn nửa tạ rồi, nên là tròn lắm. Đang cố gắng bớt đi đây. Hello Nai Vàng nhé, xin chào chị Phạm Thúy, xinh đẹp nhé. Ok, thế thì có một số những câu hỏi và một số những cái điều mà khiến những nhà đầu tư mới, những người mà chưa biết về Skyway còn thắc mắc là sợ ấy, lo sợ ấy. Họ bảo là Skyway ở tận Belarus, tức là ở tận bên khu liên bang Nga đấy. Thế thì là ví dụ như mà 3-5 năm nữa mà ông ấy chạy mất thì là tìm ai để mà bắt đền, đúng không ạ? Đấy, chia sẻ rất hay bị như thế. Thôi chị sợ lắm. Rồi ôi, nó không ở Việt Nam thì biết tìm đâu mà bắt đền, mất tiền thì sao, đúng không? Đấy, rất nhiều người là có cái tâm lý như thế. Hello chị Thanh Loan. Xin chào anh Trịnh Hải nhé. Thì rất là nhiều có cái tâm lý như thế. Sau rồi nhiều người lại bảo là pháp lý của nó thế này thế kia, pháp lý của nó có đầy đủ hay không,
Ừ thì công nghệ thì thấy ok đấy, thế nhưng mà pháp lý thì có ok hay không? Thế xong rồi là có nhiều người thì bảo rằng là đại loại là rất là nhiều những cái lý do mà anh chị đưa ra, rồi là tôi phải tìm hiểu cho kỹ xem là thực sự là thế cái quỹ này này, cái quỹ gọi vốn này này thì là có phải là của Skyway hay không? Chào em Văn Đạt nhé. Đấy, là cái quỹ gọi vốn này thì có đúng là của Skyway hay không? Thế thực ra là nếu mà chúng ta dốc sức chưa tìm hiểu trong vòng một ngày hay trong vòng một buổi chiều thôi là đã tìm hiểu hết được toàn bộ thông tin của Skyway rồi, và chúng ta có thể là mạnh dạn quyết định đầu tư chứ không phải là ngồi đấy để chúng ta nghi ngờ, đúng ạ? Bởi vì sao? Anh chị em hình dung là như này này. Skyway thì họ có hơn 1 triệu nhà đầu tư ở trên 200 quốc gia ở trên toàn thế giới. Thế thì theo anh chị em nhé, những người mà họ đầu tư cả vài tỷ hay là cả vài trăm tỷ, có những người họ đầu tư cả bao nhiêu ta? 25 triệu đô, 1 triệu phú ở UAE, 1 tỷ phú ở UAE. Đầu tư 25 triệu đô để nắm giữ 4 tỷ cổ phần của Skyway ở giai đoạn thứ 11. Đấy. Thế thì theo anh chị em là có những người mà họ đầu tư như thế thì có phải là ai cũng ngốc nghếch không ạ? Theo anh chị em thì người ta đầu tư như thế người ta có kiểm định kỹ về tập đoàn Skyway không ạ? Anh chị em nào đồng ý thì comment có giúp Linh với. Theo anh chị em thì có phải là hơn 1 triệu nhà đầu tư đấy đều là những người ngốc nghếch và đem tiền đi đầu tư một chỗ mà nó không minh bạch không? Linh cảm thấy rằng Linh không phải là một đứa quá là ngốc, đúng không? Linh cảm thấy Linh không phải là một đứa quá là ngốc, và Linh nghĩ là những anh chị mà đầu tư trước Linh, những cô chú đầu tư trước Linh, rồi là những em mà bây giờ là rất là thông thạo về công nghệ thông tin đấy, công nghệ thông tin đấy, đấy thì là họ biết được cái cách mà kiểm tra tính pháp lý của tập đoàn như thế nào, xem tập đoàn có thật hay không, đúng không anh chị? Và anh chị em hãy hình dung cả những người mà đã đến Belarus đi thử những con tàu của Skyway, vào tận nhà máy Skyway và viện bảo tàng của Skyway ở tại Belarus. Đấy thì anh chị em thấy là những người đấy có phải là những người, trời ơi, là những người rất là ngốc nghếch không? Có phải là những người rất là ngốc nghếch và không biết một cái gì không? Theo anh chị em thì có phải là như thế không? Oh my god. Và Linh đây, Linh là người mà đã trực tiếp sang công trường thi công của Skyway ở Sara. Và Linh nhìn thấy được rằng thực tế tập đoàn đang xây dựng như nào. Và bây giờ tại thời điểm này thì Linh thấy được rằng là cái công trường đấy nó đã phát triển đến cái mức như thế nào rồi. Nó đã xây dựng đến cái mức như thế nào rồi. Theo anh chị em là có phải là những cái đấy là hay là mình là mù quáng quá nên là mình không nhận ra, đúng không ạ? Hello hello tất cả các anh chị đang xem, chào anh Thuận Hải Dương nhé. Đấy. Thì anh chị em thấy một điều là như thế, tức là đã có cái sự kiểm chứng rồi, đã có cái sự chắc chắn rồi thì là mới rất nhiều người đầu tư vào Skyway, trong khi Skyway gọi vốn từ năm 2014 và đến bây giờ Skyway chưa trả cổ tức bất cứ một lần nào cho các cổ đông, hơn 1 triệu cổ đông trên toàn thế giới và chưa có ai là nhận được cổ tức cả, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao lại càng ngày càng nhiều người thích đầu tư vào Skyway đến như thế? Thế thì nó phải có lý do. Và người ta phải kiểm định được rằng là công ty này là công ty thật. Đây là một công ty làm ăn chính đáng. Đây là một nơi đáng tin cậy để đầu tư tiền vào thì người ta mới đầu tư. À hello anh Trần Văn Khoản nhé. Không, em không phải Trần Hoài Linh, em là Nguyễn Gia Linh. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Gia Linh. Em có hai tên, một là Nguyễn Gia Linh, hai là Nguyễn Thị Mai Tư. Anh chị gọi tên nào cũng được. Thế thì hôm nay thì là Linh đã chuẩn bị những cái link thông tin chuẩn nguồn để gửi cho tất cả các anh chị, để tất cả các anh chị là xem, để các anh các chị biết được rằng là Skyway họ đang thực tế như thế nào, họ đang phát triển như thế nào.
Anh Đình Phụng, Việt Nam đã có người tài trợ cho công nghệ Skyway 5 triệu đô, sở hữu 326.645.735 cổ phần. Hello Thái Phương Kha nhé, hello em xinh gái. Xin chào Hàn Thế Mừng. Anh chị thấy đúng không ạ? Đây Skyway đã ở Việt Nam đã có người đầu tư là 5 triệu đô. Và Linh còn biết nhiều hơn một người. Nhiều hơn một người đầu tư 5 triệu đô, có những người họ đầu tư rất là nhiều. Tầm tầm như thế. Đấy, thì rất là anh chị em có nghĩ là những người mà họ có nhiều tiền họ rất là ngốc không? Không. Không ngốc đâu anh chị em ạ. Những người mà giỏi thì chưa chắc là có nhiều tiền. Thế nhưng mà những người mà có nhiều tiền ấy thực sự rất là giỏi. Anh chị em đồng ý với Linh như thế không? Đấy. Họ rất là giỏi kiếm tiền, họ giỏi quản lý tiền, họ giỏi đầu tư tiền. Vì thế họ càng ngày họ càng có nhiều tiền, đúng không anh chị em? Đấy. Thế thì những cái người mà đầu tư nhiều vào Skyway như thế thì họ phải tìm hiểu rất là kỹ Skyway. Chị Lê Nguyệt nói chuyện dễ thương ghê á. Em cảm ơn chị Lê Nguyệt nhé. Hà Thế Mừng, em theo với, ok. Nhắn tin cho chị, inbox cho chị nhé, Hà Thế Mừng nhé. Đấy, thì anh chị em thấy là như thế. Những người mà đầu tư Skyway thì đâu phải là họ đều là ngốc đâu, đúng không anh chị em? Vì đầu tư tiền tỷ thì không thể nói cái chuyện là chơi đùa đùa được, đúng không anh chị em? Thực ra anh chị em bỏ ra tầm 2 triệu tư anh chị em cũng đã rất là cân nhắc rồi. Rất là cân nhắc rồi, chứ không nói gì đến cái chuyện là đầu tư cả vài tỷ, cả vài trăm tỷ, đúng ạ. Đấy, mà thực sự Linh thấy là đầu tư rất là nhiều luôn nhá. Rất là nhiều người đầu tư nắm giữ cổ phần nhiều. Anh chị em đã bỏ ra 25 triệu đô để mua 4 tỷ cổ phần giai đoạn 11 của Skyway. Hiện tại đang là giai đoạn 14 và chúng ta sẽ kết thúc cái việc gọi vốn này nhanh thôi. Đấy. Và hiện tại cái mức chiết khấu sâu ở cái thời điểm hiện tại này thì nó chỉ còn đến 31 tháng 8 thôi. Và Linh thực sự rất là tiếc cho các anh chị mà các anh chị biết đến Skyway nhưng lại không chịu tìm hiểu kỹ về Skyway để nắm bắt được cái cơ hội Skyway. Đấy. Cái thời điểm đến bây giờ là chỉ còn có đúng 3 ngày nữa là các anh chị là hết cái mức chiết khấu cao. Là hết cái mức chiết khấu cao rồi. Mà chúng ta vẫn còn chần chừ, chúng ta gần như là đánh đồng cơ hội Skyway với những cơ hội khác. Thì Linh đã nói rất là nhiều rồi, tức là không phải là cơ hội nào cũng giống cơ hội nào. Đấy. Thế tại sao cái ông mà ông ấy đầu tư, ông ở Việt Nam ông đầu tư 5 triệu đô vào Skyway ấy, ông ấy không chia nhỏ ra, ông đầu tư nhiều những cái khác đi mà ông lại dồn cả 5 triệu đô vào Skyway. Đúng không ạ? Chúng ta phải đặt ra câu hỏi là như thế. Chả lẽ họ ngốc nghếch? Chẳng lẽ họ ngờ nghệch? Chả lẽ họ không biết kiểm tra như thế nào? Anh Đình Phụng, năm nay lỡ hẹn Dubai, sang năm thì chúng mình lại gặp nhau ở Dubai nha. Sang năm thì sẽ là đến, em nghĩ là cũng phải tầm 300-400 người đi Dubai, 300-400 người ở Việt Nam đi Dubai để mà kiểm chứng công nghệ Skyway. Bởi vì sang năm thì sẽ có một cái hội chợ thương mại toàn cầu gọi là Expo 2021 ở diễn ra tại Dubai. Đấy, và công nghệ Skyway của chúng ta thì cũng ở gần, rất là gần đấy nên là chúng ta có thể là chúng ta sẽ sang tiếp Kusara và ghé qua Expo. Đấy thì là thực sự sẽ rất là nhiều anh chị đi luôn, bảo anh chị nào cũng thấy bảo là sang năm đi Dubai rất là nhiều. Và Linh thực sự cũng rất là mong các anh chị đến Dubai để anh chị tận mắt là chứng kiến là đây tàu Skyway nó đi như đây này. Công ty là xây dựng thật đây này, văn phòng công ty, địa điểm công ty này. Văn phòng công ty ở tại Dubai là tầng số 34, tòa nhà Building No One trên đường Sheikh Zayed. Đây là một con đường lớn nhất ở tại UAE, nó nối nhiều quốc gia lại với nhau và nó là con đường mà rất là lớn và đây là một cái con đường mà nó là cái trung tâm kiểu tài chính ấy. Anh Trần Nam, Skyway, Gold Time. À không anh ạ, đây là chương trình của Skyway nha anh nhé. Linh chỉ đầu tư Skyway thôi. Còn những cái khác thì Linh không biết. Cương Trần, sang năm em đi với chị Linh ơi. Sang năm đi nhé, sang năm đi cùng nhé.
vui lắm, đi Dubai vui lắm, chúng ta sẽ được trải nghiệm con tàu Skyway của chúng ta ở tại Sara. Và nếu như mà anh chị em may mắn thì là anh chị em sẽ được đi thử con tàu với vận tốc 500 km/h của Skyway này. Đấy, rồi là những cái vận chuyển container đấy, thì là anh chị em sẽ được trải nghiệm những công nghệ đấy của Skyway. Và trải nghiệm công nghệ mới thực sự rất là thích anh chị em ạ. Đấy, và tàu Skyway thì là nó rất là thông minh hiện đại. Nó thông minh hiện đại và nó giống như xe sang ấy. Đấy, đấy. Đã rất là nhiều người đi thử rồi anh chị em nhá. Đã rất là nhiều người ở Việt Nam và khắp mọi nơi trên thế giới là đến Skyway để đi thử rồi. Trần Nam, em đầu tư Skyway nhiều chưa? Dạ em đầu tư từ cuối năm 2018 và cũng được khá cổ phần rồi anh ạ. Chị Lê Nguyệt cái miệng dễ thương thế, em cảm ơn chị Lê Nguyệt nhé. Bạn Lê Thành Đạt, nếu như bạn cảm thấy đây không phải là lĩnh vực của bạn thì mời bạn ra khỏi livestream của Linh nhé. Và bây giờ thì Linh sẽ bắt đầu chứng minh cho các anh chị thấy rằng là Skyway công khai minh bạch đến như thế nào và các anh chị nên đầu tư vào Skyway như thế nào. Đầu tiên, bởi vì chúng ta đây là chúng ta đang đầu tư kiểu như là xuyên quốc gia, đúng không ạ? Chúng ta đang đầu tư xuyên quốc gia, tức là chúng ta đang đầu tư một doanh nghiệp ở nước ngoài chứ hoàn toàn không phải là một doanh nghiệp ở Việt Nam. Xin chào anh Duy Phương Vũ nhé. Chúng ta là còn vẫn còn 2-3 ngày gì đó em đầu tư thêm đi. Dạ vâng, em vẫn liên tục sở hữu thêm cổ phần của Skyway. Đây là chia sẻ để cho những anh chị mà đến cái giai đoạn nước rút này rồi mà vẫn chưa có cái sự tìm hiểu kỹ lưỡng về Skyway, thì là em sẽ cung cấp những cái thông tin chuẩn nguồn cho các chị để các chị là tìm hiểu kỹ về Skyway luôn. Ok, Linh sẽ bắt đầu. Đầu tiên á, thì là chúng ta sẽ phải xác định được rằng là tập đoàn Skyway thì nó có phải là thật hay không, đúng không? Đấy, và nó tiềm năng đến như nào chúng ta mới đầu tư. Thế thì chúng ta đang ở Việt Nam và chúng ta gửi tiền ra nước ngoài để chúng ta đầu tư. Anh Tuấn Nhàn, hello anh Tuấn Nhàn, chị Lê Nguyệt. Em hiểu biết nhiều ghê, chắc nghiên cứu ghê lắm. Dạ, từ năm 2018 thì là em bắt đầu là nghiên cứu thông tin về Skyway. Và em nghĩa là cứ có bất cứ một cái thông tin mới nào thì em lại lưu lại. Thế nên là em có rất là nhiều những thông tin chuẩn nguồn về Skyway. Nên là anh chị em yên tâm là những cái thông tin mà em cung cấp cho các anh chị là những thông tin mà cực kỳ chuẩn nguồn. Nên không phải lo. Anh chị có thể tự kiểm chứng, Bây giờ thì Linh sẽ dán những cái link thông tin. Linh sẽ dán cái link thông tin đầu tiên, đó là cái link thông tin mà ngài chủ tịch đứng cạnh website, ngài chủ tịch đứng cạnh domain website của công ty để chứng minh được rằng là đây là cái website chuẩn của công ty này chứ không phải là một cái trang web nào khác, để cho những người mà kiểu như là hay kiểu hacker hay làm giả đấy, anh chị em thấy không? Người ta hay làm giả trang web rồi là các thứ ấy. Đấy, thì là để cho hacker là không thể làm giả được. Bởi vì ở trong chúng ta thì là chúng ta trong cuộc sống thì chúng ta có cái luật pháp này, thì trên internet cũng có cái luật của internet. Đấy, thì tức là một cái trang web này họ đã lập thì họ có một cái địa chỉ. Và không bao giờ trùng lặp với bất cứ một trang web nào khác. Nha anh chị em nhé. Cái địa chỉ trang web thì là nó không bao giờ trùng lặp với bất cứ một cái trang web nào khác. Thế thì đây là cái video mà ngài chủ tịch đứng cạnh domain website của chúng ta, website mẹ của chúng ta. Và ông ấy làm như thế để cho mọi người biết rằng là đây chính là cái trang web chính của tập đoàn Skyway. Ôi chị Lê Nguyệt, đầu tư là phải như thế, thông minh sắc sảo. Ôi em cảm ơn chị Lê Nguyệt nhé, vui quá. Xin chào anh Bùi Trí Thức. Ok, đây anh chị em có thể kích trực tiếp vào đây và anh chị em xem cái video mà ngài chủ tịch là đã đứng cạnh domain website.
đấy, đứng cạnh domain website để mà chứng minh được rằng là đây là cái trang web của chúng tôi, là trang web của chúng tôi và đây là trang web chính thức của chúng tôi đấy, để cho các anh chị em thấy là cái địa chỉ trang web chính thức là như thế và nó sẽ không bao giờ được làm giá. Thực ra nếu anh chị em nhé, phải để ý kỹ, nếu như mà sai một ký tự thôi thì nó không phải là cái trang web của chúng ta đấy, thế nên là phải nhớ, tuyệt đối là nhớ kỹ cái trang web của chúng ta. Thì anh chị em là xem cái video mà ngài chủ tịch đứng cạnh website ấy, thì là anh chị em sẽ thấy cái website chuẩn của chúng ta. Đây là cái đầu tiên. Và đây là cái trang web giống như trang web mẹ của chúng ta nhé. Bởi vì như này này, chúng ta sẽ có nhiều những cái trang web khác, những cái trang web về riêng về mảng công nghệ này, rồi về mảng công viên này, rồi về máy bay không người lái này, rồi là những cái khác, ví dụ như là mùn hữu cơ hay là nhiều mảng khác, rồi là những cái quỹ gọi vốn. Thế thì là chúng ta phải biết được rằng là thế đâu là cái gốc, đâu là cái gốc, đúng không ạ? Có sẽ có rất nhiều trang web nhưng mà đâu là cái trang web gốc để mà chúng ta biết, để mà chúng ta cập nhật và chúng ta biết được rằng là chúng ta đã đầu tư đúng vào công ty Skyway mà không phải bất cứ một cái trang web nào là một cái trang web nhái, đúng không ạ? Hello tất cả anh chị em. Anh Tuấn Nhàn, cảm ơn anh Tuấn Nhàn nhé. À, chị Lê Nguyệt, chị chưa đầu tư nhưng mà nghe em nói sướng tai. Chị Lê Nguyệt ơi, thực ra là nghe nói sướng tai thì nó cũng chưa phải là ấy đâu chị ạ, chưa thực sự tin tưởng đâu. Chị cứ xem, chị cứ theo dõi những cái link thông tin ấy. Ngày hôm nay thì Linh sẽ dán rất là nhiều link thông tin cho các anh các chị. Đây là các anh chị lưu ý rằng là sẽ có rất là nhiều thông tin đấy. Và thông tin thì nó phải là thông tin chuẩn, nó phải là thông tin chuẩn nguồn thì là mới đúng để mà chúng ta đầu tư vào, chứ chúng ta không thể nào mà cứ đầu tư linh tinh tinh rồi mất tiền được anh chị em, đúng không? Chào anh Nguyễn Đình Huy nhé. Anh Nguyễn Đình Phụng, anh đang nỗ lực tài trợ thêm cho công ty Skyway để sở hữu 5 triệu cổ phần, tuyệt vời. Chúc mừng anh, 5 triệu cổ phần là ngay thời điểm lên sàn là anh đã có 5 triệu đô rồi, lúc đó thì là triệu phú đô la Nguyễn Đình Phụng rồi, đúng không ạ? Xin chúc mừng anh nhé. Ok, thì qua lại cái vấn đề, cái link đầu tiên đó là cái link video mà ngài chủ tịch đứng cạnh domain website, thì là link đã dán cho anh chị em rồi. Và trong cái trang web chính này, trong cái video đấy thì ngài chủ tịch đã chỉ ra là cái trang web chính của công ty. Và bên quỹ Skyway Capital của chúng ta thì là một bộ phận gọi vốn của tập đoàn Skyway. Skyway Capital là một bộ phận gọi vốn của tập đoàn Skyway. Đấy, thì nó giống như kiểu là một công ty con ấy, một cái công ty mà chuyên chịu trách nhiệm về gọi vốn, mang vốn về cho tập đoàn phát triển. Anh chị em mình dung không? Đấy, có những bộ phận khác nhau, có những bộ phận khác nhau. Thì là bộ phận chuyên về sản xuất này, bộ phận chuyên về văn phòng này, chuyên về marketing, rồi là nhiều những cái bộ phận khác, đúng không ạ? Thì bộ phận Skyway Capital là bộ phận gọi vốn. Và chúng ta đầu tư trực tiếp vào công ty Skyway thông qua là Skyway Capital. Thì Skyway Capital chính là một bộ phận của Skyway. Đấy, chứ không phải là một cái quỹ nào đó vớ va vớ vẩn đâu anh chị em nhé. Thế để chứng minh cho anh chị em thấy được rằng là Skyway Capital thì chính xác là thuộc về tập đoàn Skyway, thì Linh sẽ gửi cho anh chị em một cái link. Trong đó thì phía công ty mẹ của chúng ta tuyên bố rằng Skyway Capital là quỹ gọi vốn chính thức của tập đoàn Skyway. Tập đoàn Skyway tuyên bố rằng là Skyway Capital là bộ phận gọi vốn chính thức của tập đoàn Skyway. Thì bây giờ Linh sẽ dán cho anh chị em cái link đấy.
Thì chúng ta phải biết là tiền của chúng ta đầu tư về đâu, đúng không anh chị em? Chúng ta phải biết được là cái đồng tiền mà tôi bỏ ra có về với tập đoàn hay không, hay là nó lại vào một cái quỹ đầu tư ABC chỉ Z khác, đúng ạ? Nó lại không về đúng với tập đoàn thì như thế là mất tiền thôi, đúng không anh chị em? Đây, ngày 27 tháng 8 năm 2015, phía tập đoàn Skyway đã công bố những cái nguồn tài nguyên internet chính thức của Skyway, trong đó công bố rằng cái trang web chính thức là rsv.system.com. Đấy thì là Linh đã vừa gửi cái video mà ngài chủ tịch đứng cạnh cái website này. Đấy. Đến bây giờ thì là Linh sẽ tiếp tục gửi cái link để cho anh chị em kiểm chứng rằng là chính cái trang mẹ này đã tuyên bố rằng Skyway Capital là bộ phận gọi vốn chính thức của tập đoàn Skyway. Đây nhé, cái link này nhé anh chị em nhé. Đây là link thứ hai. Đấy thì anh chị em có thể là copy về điện thoại của mình để anh chị em xem nhé. Bởi vì Linh sợ là có thể là lát nữa nhiều comment quá thì nó có thể là anh chị em tìm lại nó hơi khó. Nhưng mà anh chị em nào mà không sợ khó thì cứ để thế được, không sao. Đấy thì cái điều thứ hai là chúng ta phải biết rằng là cái trang Skyway Capital thì nó có phải là cái trang gọi vốn chính thức của tập đoàn Skyway hay không, đúng ạ? Đấy, đầu tư thì phải biết là mình đầu tư đúng nơi đúng chỗ chứ, không thể nào mà đầu tư cứ linh tinh được, đúng không? Linh tinh mất tiền sợ lắm, và chúng ta không thể nào mất tiền được. Nguyên tắc đầu tiên trong việc đầu tư là phải giữ được tiền, là phải giữ được tiền. Nguyên tắc thứ hai là luôn luôn nhớ nguyên tắc thứ nhất, đúng không ạ? Đấy. À, chính xác là nguyên tắc thứ nhất là đừng bao giờ để mất tiền. Nguyên tắc thứ hai, không bao giờ quên nguyên tắc một, đúng không ạ? Đấy, vấn đề là như thế. Đấy, thì đây là hai cái link đầu tiên này. Hai cái link đầu tiên đã xong. Tiếp theo thì là như Linh đã nói với anh chị em rằng là cái tính pháp lý của Skyway thì rất công khai, minh bạch và đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chuẩn pháp lý của các của cái luật trên thế giới ấy, cái luật kinh doanh ở trên thế giới ấy. Đấy thì Linh đã nói với anh chị em rất là nhiều rồi. Đấy, thậm chí là ở Việt Nam nhé, là nhiều công ty là còn chưa đầy đủ những cái tính pháp lý như thế đâu. Đấy là lý do vì sao họ không vươn được ra thế giới, đúng không ạ? Muốn chơi ở sân chơi quốc tế thì phải tuân thủ những cái luật pháp quốc tế, chứ không thể là tuân thủ cái thông tin, à quên, cái luật ở riêng đất nước sở tại của mình, đúng không ạ? Mà chúng ta chơi trên trường quốc tế, chúng ta sẽ phải có những cái luật liên quan đến quốc tế. Thế tiếp theo là những cái mà liên quan đến ISIN của chúng ta. ISIN của chúng ta thì ISIN là gì? ISIN là cái mã định danh chứng khoán. Một công ty mà muốn lên sàn giao dịch chứng khoán thì sẽ phải có mã định danh chứng khoán. Nó giống như là cái việc là anh chị mà muốn sang Mỹ thì phải được cái gì nhỉ? À, được Mỹ cấp visa, đúng không ạ? Được đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cấp visa cho các anh chị để các anh chị sang Mỹ, đúng không? Đấy, thế thì một công ty mà muốn lên sàn giao dịch chứng khoán thì cũng sẽ phải được cấp mã định danh chứng khoán thì mới được phép lên sàn giao dịch chứng khoán. Và mã định danh chứng khoán của Skyway thì là VGGG32229104. Và bây giờ thì Linh sẽ dán cái link cho anh chị em để anh chị em trực tiếp là kiểm tra luôn. Linh đã chuẩn bị rất nhiều rồi, Linh đã tập hợp hết rồi. Là anh chị em yên tâm, những cái thông tin mà Linh nói là nói có sách mách có chứng.
và là những nguồn thông tin rất là chuẩn luôn, rất là chuẩn, thì mới mạnh miệng nói suốt hơn một năm, suốt hơn nửa năm qua đúng không ạ, từ trước Tết cơ mà, từ trước Tết cho đến bây giờ là cũng tầm tháng 8 rồi đúng không anh chị em? Đấy, nếu mà không có thông tin chuẩn thì làm sao mà dám ngồi đây chia sẻ với anh chị em được, đúng không? Tập đoàn Skyway mà nó không phải là ok, nó không phải là thật đấy thì làm sao mà cứ dám suốt ngày là cứ khơi 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 là nói như này đúng không ạ? Truyền thông đập cho ngay. Ok, thì anh chị em có thể là vào đây để kiểm tra iSIM này, kiểm tra iSIM của Skyway, xem iSIM của Skyway là có đúng hay không. Và iSIM của Skyway thì được cấp bởi tổ chức là iSIM.org. Đây là một tổ chức mà đã từng cấp mã định danh chứng khoán cho những công ty rất là nổi tiếng, những công ty mà tiếng tăm và những công ty mà nó cũng rất là uy tín, ví dụ như là Facebook này, Apple này, Amazon này, BMW này, Microsoft này. Đấy, những công ty rất là lớn như thế. Thì là iSIM đã cấp phép cho những công ty đấy và cấp phép cho Skyway. Thế thì anh chị em thấy là nó được cấp phép ở một cái tổ chức uy tín như thế thì nó rất là uy tín, nó rất là công khai minh bạch rồi thì nó mới được cấp phép chứ, đúng không anh chị em? Không có một ông nào mà uy tín mà lại cấp phép cho một ông mà kiểu không có công khai minh bạch ấy, không có thật ấy. Trước khi mà cấp phép cho một tập đoàn, một công ty thì là phải kiểm định rất là rõ ràng, cụ thể, đúng không ạ? Đấy, thì là mới cấp phép chứ, đúng không? Chứ nếu mà tự nhiên cứ cấp phép cho mấy ông mà Ponzi lừa đảo thứ thì uy tín vứt đi đâu? Thế rồi là sau này những công ty mà họ muốn phát triển lớn, họ công khai minh bạch đấy thì là ông có cấp phép được cho người ta không? Người ta có tin tưởng ông để ông cấp phép không? Đúng không chị em? Đấy, đây nên là cái việc mà được một tổ chức uy tín cấp phép cấp mã định danh chứng khoán cho ấy thì đây đã là một cái điều mà thực sự khiến cho mọi người hiểu được rằng là Skyway là một cái tổ chức mà là một tập đoàn mà rất là công khai minh bạch rồi, đúng không chị em? Đấy, đấy mới là cái tính pháp lý đầu tiên thôi. Cái thứ hai đó là Skyway thì được BVI FSC, đây là Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế thuộc quần đảo Virgin của Anh. Ủy ban này chịu trách nhiệm giám sát những hoạt động liên quan đến tài chính của cái công ty mà họ giám sát á. Đấy, ví dụ như Skyway. Đấy. Và ông BVI này thì ông rất là uy tín. Thì anh chị em nhé, để khách quan ấy, anh chị em lên thẳng Google, các anh chị em search là BVI FSC. Đây là tiếng Anh, còn tiếng Việt thì anh chị em viết là BVI, y ngắn đấy, FSC, FSC. Đấy, là anh chị em là tìm được ra ngay cái tổ chức đấy, cái Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế đấy. Đấy, thì là anh chị em biết là nó là một cái tổ chức mà rất là uy tín. Và nó cấp phép cho ông Skyway. Đây, để Linh xem cái link này, Linh dán cho anh chị em. Cấp phép để mà gọi vốn ấy. Bởi vì là Skyway thì là có đây dán thêm cái link cho anh chị em về iSIM nhé. Bởi vì xem về iSIM thì nó có nhiều hơn, nó có nhiều thông tin nên là Linh sẽ dán cho anh chị em về iSIM nhiều hơn. Đây, tổ chức iSIM.org. Trời ơi, pháp lý của Skyway nó nhiều lắm luôn á. Rất là nhiều luôn mà Linh tìm hiểu nhá. Là Linh thấy là Skyway là tính pháp lý là vô cùng là công khai minh bạch luôn. Đấy, còn những cái tổ chức khác Linh thấy là mã định danh cứ bảo lên sàn, thế mã định danh chứng khoán của ông đâu thì chả thấy có. Xong rồi tổ chức nào giám sát thì cũng chả thấy có tổ chức nào giám sát. Thế mà chị em cứ đầu tư mầm,
cứ đầu tư mà trong khi Skyway thì tính pháp lý nó công khai minh bạch, nó đáp ứng tất cả mọi thứ luôn, thì lại nghi ngờ, chỉ lấy một cái lý do là đây này nó có văn phòng ở Việt Nam đây này, thì khi mà chẳng may có chuyện gì xảy ra thì mình còn đến văn phòng mà mình đòi lại tiền được. Thế Linh hỏi anh chị em đến thì người ta đóng văn phòng thì anh chị em đến đâu mà đòi tiền, đúng ạ? Đến văn phòng người ta đóng văn phòng thì anh chị em đến đâu để mà đòi tiền? Thì cái vấn đề là cái văn phòng nó không phải là một cái để mà khẳng định được rằng là nó công ty đấy là trung thực hay không. Anh chị em ạ, cái việc mà có văn phòng ấy thì nó không phải là cái để mà anh chị em căn cứ vào đấy để mà nói rằng là nó trung thực. Xin chào Nguyễn Thị Huyền, xin chào bạn Lê Thu Thương nhé. Xin chào chị Lê Thu Thương, hello tất cả các anh chị em. Có văn phòng vẫn lừa đảo như bình thường, đúng không? Thế nên ngoài anh chị em mà Apple ấy, thì nó có cái văn phòng nào ở Việt Nam? Cái thời gian trước ấy, nó phát triển từ, nó là thành lập từ mùng 1 tháng 4 năm 1976. Thì trong suốt hơn 40 năm qua nó có cái văn phòng nào ở Việt Nam không? Bây giờ thì nó mới bắt đầu là được Tổng thống Mỹ Donald Trump là bắt chuyển nhà máy từ Trung Quốc về Việt Nam. Thì nó mới bắt đầu là xây dựng ở Bắc Giang. Chứ còn là trước đây là có cái văn phòng nào ở Việt Nam không? Thế tại sao mọi người vẫn biết là nó là công khai minh bạch? Đúng ạ. Thế thì cái việc có văn phòng nó không phải là cái yếu tố để mà các anh chị em căn cứ vào đấy để bảo rằng nó là phải có văn phòng thì mới là trung thực. Đúng không chị em? Đấy. I xin ok rồi đúng không? I xin ok này. Rồi tiếp theo là đến dịch vụ Ủy ban chứng khoán BVFSC nhá. Đây, BVFSC đây. Ôi rất là nhiều luôn. Rồi cả giấy chứng nhận. Nhiều lắm luôn. Chị Nguyễn Thị Huyền, xin chào mọi người ạ. Mọi người xin chào chị nhé. Đây anh chị em có thể thấy là ở đây cái link mà Linh dán cho anh chị em thì là để anh chị em thấy được rằng là BVFSC thì là họ cấp phép cho Skyway gọi vốn nha anh chị em nhé. Anh Trần Minh chào cả nhà Skyway, cả nhà chào anh nhé. Đấy thì là cái chứng minh mà BVFSC là cấp phép cho Skyway để được trao bán cổ phần. Đấy, để được gọi vốn trên quy mô toàn cầu. Đấy thì là anh chị em có thể là kiểm tra. Thì cái tên công ty là ở trong đấy thì anh chị em thấy rồi đấy, tên này đủ của công ty ấy. Anh chị em vào đây trực tiếp để kiểm tra này. Bởi vì là trên Internet thì nó cũng có luật mà, có luật. Chứ không phải là không có luật đâu. Anh chị Nguy Thiệp chào em Linh, chào cả nhà đang xem livestream. Cả nhà chào anh chị Nguy Thiệp nhé. Trời ơi, rất là nhiều thông tin chuẩn xác luôn. Anh Đinh Văn Công, em nói chuẩn quá. Tại vì em toàn nói thông tin chuẩn mà, em toàn lấy thông tin chuẩn để em nói mà, chứ em đâu có là cập nhật thông tin linh tinh đâu. Đấy, thì là Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVFSC là đã cấp phép cho Skyway được phép là gọi vốn trên quy mô toàn cầu. Đấy. Và gọi vốn trên quy mô toàn cầu theo mô hình crowdfunding thì là đây là một mô hình hợp pháp và đã được chính phủ phê duyệt nhé các chị nhé. Nó có trong đạo luật Job năm 2012 được cấp bởi, được ký bởi Tổng thống Mỹ Barack Obama, ký năm 2012 ở trong đạo luật Job. Thế là cái việc là gọi vốn crowdfunding trên quy mô toàn cầu là một cái mô hình rất hợp pháp nha chị em nhé. Không có gì gọi là bất hợp pháp đâu. Tiếp theo thì là ok thì kiểm toán, lại đến kiểm toán. Một công ty ấy chưa biết làm ăn lỗ hay lãi
nhưng cứ liên quan đến tài chính thì sẽ phải kiểm toán thì mới đủ độ công khai minh bạch. Đấy thì mới biết là tiền đi đâu, đúng không anh chị em? Thế thì Skyway họ gọi vốn từ năm 2014. Và kết thúc năm 14 đến năm 15 thì cứ kết thúc một năm thì họ lại kiểm toán. Đấy thì là kết quả tài chính năm 15 này, 16, 17, 18, 19, tức là 5 năm liền kiểm toán rất là công khai minh bạch, rất là nghiêm túc. Đấy. Thì cho anh chị em thấy một điều rằng là những cái mà liên quan đến tập đoàn Skyway là rất là ok luôn, rất là ok luôn. Bây giờ Linh sẽ dán những cái link kiểm toán nhé. Đây, link kiểm toán của chúng ta đây. Linh sẽ dán từng năm một cho anh chị em kiểm tra luôn. Đấy, kiểm tra thông tin nó chuẩn nguồn luôn. Linh đã bảo rồi, Skyway họ chuẩn xác lắm. Đây là kiểm toán năm 2015 này. Tiếp nhé, năm 2016 nhé. Anh chị em ơi, nếu mà nói về cái sự công khai minh bạch của Skyway ấy, thì nó là quá chuẩn rồi. Anh chị em nào mà đầu tư Skyway thì biết. Nó là chuẩn dã man luôn ấy. Lý do vì sao mà người ta cứ nắm giữ cổ phần Skyway trong khi là chưa nhận được cổ tức. Đây là năm 16. Kê lên chỉ dán đầy đủ cho anh chị em từ năm 15 đến năm 19 luôn. Rất công khai minh bạch luôn. Tiếp đến là năm 17 nhé. Năm 17 rồi đúng không? Năm 18 này. Oh my god, anh chị em chờ một tí, tự nhiên nó lại chuyển về ấy đâu. Anh chị em nhé, năm 19. Đây là những cái năm 19 thì sẽ có cái bảng cả bảng tiếng Việt. Thì Linh sẽ dán cho anh chị năm 19. Thì nhiều anh chị em là chưa đầu tư Skyway thì là chưa biết được rằng là Skyway họ có quyền kiểm toán hàng năm đâu. Thế có nhiều những cái dự án mà ở Việt Nam thì là đâu có thể kiểm toán gì đâu. Đâu có thể kiểm toán gì đâu. Anh Nguyễn Huy, chào em gái xinh đẹp, anh có 120.000 cổ phần, vài năm nữa có đủ sống không? Em tư vấn anh mua thêm. Anh ơi, theo Linh thì anh lên mua thêm. Bởi vì sao? Bởi vì là anh hình dung là chúng ta luôn luôn có cái sự lạm phát hàng năm, tức là đồng tiền của chúng ta sẽ bị trượt giá. Thế thì 120.000 cổ phần tức là nó sẽ tương đương với giá thấp nhất là 120.000 đô khi mà chào sàn vào, khi mà công ty lên sàn giao dịch chứng khoán ấy, IPO trên sàn giao dịch chứng khoán, thì anh sẽ có ít nhất là 120.000 đô. Thế nhưng anh hình dung là cái số tiền đấy thì sẽ không thể đủ để cho anh sống cả đời được. Thế là Linh khuyên anh là anh, nếu mà anh bây giờ anh có điều kiện thì anh lên tìm hiểu, khuyên anh lên đầu tư. Anh chả góp cũng được mà, anh nên sở hữu thêm cổ phần. Đấy, bởi vì là anh chị em hình dung như này này, một vài tỷ ấy, sống đến cuối đời thì nó cũng chưa chắc ăn đâu. Chúng ta cuối đời chúng ta còn bệnh nọ bệnh kia, đúng không ạ? Rồi là rất là nhiều những khoản phải chi. Đấy, thì là Linh nghĩ rằng là các anh chị em sở hữu thêm nhiều cổ phần thì sẽ rất là ok. Còn cái lạm phát và trượt giá nhé, lạm phát và trượt giá thì đều chắc chắn luôn nha anh chị em nhé. Đấy, anh chị em cứ nhìn về lịch sử đi. Lạm phát mỗi năm ở Việt Nam là nó rơi vào tầm 17-18%. Thế nhưng mà thực ra trong báo cáo thì là chỉ có tầm dưới 10% thôi. Nên là anh chị em đừng có tin nhé. Oh my god, hết hồn. Anh Nguyễn Đình Phụng, cổ phiếu Tesla IPO được 15 nhưng nhà đầu tư chưa có lợi nhuận. Nhưng cổ phiếu bây giờ có giá trị cổ phiếu là 2.300 đô rồi. Công nhận là cổ phiếu Tesla lên nhanh kích khủng luôn. Anh chị em nhé, thực ra cái ô tô điện Tesla đấy thì nó chỉ là một phần trong cái việc là Tesla tăng giá trị thôi. Bởi vì thực chất ô tô điện của Tesla nó cũng là một cái rất là mới. Thế nhưng mà cái mà khiến cho mọi người đầu tư nhiều vào Tesla ấy, và khiến cho cái giá cổ phiếu của Tesla tăng lên ấy, thì lại chính là cái công nghệ hàng không vũ trụ của Tesla cơ. Chính là công nghệ hàng không vũ trụ mà
Elon Musk là chủ của ông chủ Tesla ấy. Đấy, thì là ông ấy đang phát triển cái hàng không vũ trụ nên là giá cổ phiếu nó mới tăng vậy á, nó mới tăng cao như vậy luôn đó. Ok, chúng ta quay trở lại là gián tiếp cái link vừa rồi là anh Đình Phụng bảo là SpaceX, đúng rồi, SpaceX em quên mất. Giá cổ phiếu tăng cao lắm, công nhận tăng nhanh dã man, mà em nghĩ là nó sẽ rất là nhanh đuổi kịp Amazon bây giờ là hơn 3.000, mà Tesla tình hình này là sẽ tăng ngang cơ Amazon, nó có thể là hơn. Bởi vì anh chị em mình dung như này này, những cái mà liên quan đến công nghệ ấy, nó liên quan đến công nghệ và nó liên quan đến những cái thứ mà tầm tương lai ấy, mà nó đi đúng theo cái xu hướng phát triển thế giới ấy, thì giá cổ phần của nó cực kỳ nó tăng luôn. Tức là IPO rồi đấy, cái giá trị cổ phần của họ nó họ tăng là do họ lên sàn giao dịch rồi họ mới tăng được như thế. Link vừa giá cho anh chị báo cáo tài chính của Skyway năm 2017 nhé. Ok, tiếp tục năm 18 này, Linh đã bảo rồi, thông tin mà Linh có rất là nhiều luôn. Vậy thì Linh tập hợp để Linh dán hết tất cả cho anh chị em luôn. Trời ơi, còn nhiều lắm, nhiều lắm. Để bây giờ là Linh mới dán năm 18 này. Ok, năm 19 nhé. Hello anh Nguyễn Công nhé. À quên, hello bạn Nguyễn Công nhé. Bây giờ thì Linh sẽ dán cái link năm 19 nhé, kiểm toán năm 19 bản tiếng Việt nhé. Anh chị em muốn đọc bản tiếng Nga nữa không? Cái bản tiếng Nga cũng được, đọc bản tiếng Việt cũng được. Đấy, thì đầu tiếng Nga sau đó là có dịch ra mà. Đây là bản tiếng Việt này, thì là gửi cho anh chị em để anh chị em đọc cho dễ. Sau đó Linh sẽ dán cả bản tiếng Nga luôn để anh chị em đối chiếu. Báo cáo kiểm toán là cực kỳ công khai minh bạch luôn. Anh Nguyễn Đình Phụng, năm 2019 tập đoàn Skyway lợi nhuận 2 triệu đô. Năm 19 thì là có lợi nhuận rồi nhá anh chị em nhé. Năm 19 là chúng ta xây ở Dubai ấy, thì chúng ta có lợi nhuận rồi. Ủa sao cái này nó tối vậy ta? À đây, nó sáng hơn rồi. Ok. Thì đây, năm 19 đây, bản tiếng Nga luôn nhé. À đây, kiểm toán tài chính, đây là trang chủ của tập đoàn công bố luôn. Anh chị em vào đây trực tiếp để kiểm tra báo cáo tài chính này. Đấy. Đấy, báo cáo tài chính là Linh sẽ dán đủ cho anh chị em năm 15, 16, 17, 18, 19 luôn nhé. Đấy, đầy đủ, rất là đầy đủ luôn. Đấy, anh chị em thấy hình dung là công ty người ta làm ăn công khai minh bạch thì là người ta phải có đầy đủ những cái tài chính như thế, báo cáo như thế đúng không? Đấy. Ngài chủ tịch đã nói rồi, tức là chúng tôi rất nghiêm túc bởi vì thị trường rất nghiêm túc. Đấy. Hello em Phi Hoàng nhé. Anh Công đi thật là tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đúng rồi, quá tuyệt vời anh ạ. Đây mới chỉ là đâu quá hả? Ok. Đây là, đấy là liên quan đến kiểm toán rồi này. Ủa rồi bây giờ mới là nhiều thông tin nữa cơ. Thế thì nhiều anh chị em bảo là không biết là nó thật hay nó giả, không biết là công ty này nó là công ty thật hay công ty giả. Thế thì những cái điều mà anh chị em vừa thấy Linh dán từ đầu đến giờ, cái link thông tin Linh dán từ đầu đến giờ đấy, thứ nhất là trang web chính của tập đoàn này, rồi là từ trang web chính thì là chúng ta lần ra được cái trang quốc gỗ gọi vốn này, rồi từ rồi chúng ta biết được là iSIM của tập đoàn này, rồi là BVFSC là giám sát Skyway này, rồi là kiểm toán 5 năm liền này, đây là pháp lý. Ok, bây giờ bắt đầu đến thực tế này. Thực tế thì nhiều lắm. Chị Lương Lương sở hữu 500.000 cổ phần, xóa nghèo được chưa em? 500.000 cổ phần sở hữu thêm đi chị. Theo như là những cổ đông lớn ở tại Việt Nam phát biểu thì là 1 triệu cổ phần là mới xóa đói giảm nghèo thôi. 1 triệu cổ phần thì ngay thời điểm bên sàn là anh chị em có 1 triệu đô, thì lúc đấy là có 24 tỷ. 24 tỷ mà sống đến cuối đời thì cũng vẫn hơi phải tằn tiện một tí, đúng không? Bởi vì đồng tiền nó trượt giá mà.
Anh chị em này sống năm bao nhiêu tuổi? Sống trăm hơn trăm tuổi chứ đúng không? Trăm, 150 chứ. Thế chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều tiền. Đấy, và đương nhiên là với 500.000 cổ phần thì là nó sẽ rất là tăng giá chị ạ. Tuy nhiên là nó sẽ không lên sàn được cái giá 1 đô đâu, mà nó sẽ lên sàn được cái giá cao hơn. Bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm nay thì là Linh chưa đăng bài đấy, nhưng mà Ngài Chủ tịch có nói rằng là chúng ta đang có rất là nhiều những cái dự án mục tiêu mà đang xây ở trên thế giới. Thế nhưng mà chúng ta sẽ không nói nhiều về những cái dự án đấy. Vì sao? Bởi vì như này này, những khoản tiền lớn ấy thì chúng ta lên lặng yên, chúng ta lấy lặng lẽ, chúng ta giữ. Bởi vì nếu mà mang một cái túi tiền, ví dụ anh chị em bỏ rất là nhiều tiền vào cái túi ni lông trắng ấy, túi ni lông trắng xong anh chị em xách ở ngoài đường ấy, thì anh chị em nghĩ là xách được bao xa? Xách được bao xa? Đúng ạ, hay là đi một đoạn là đã bị giật mất rồi. Giống như là chúng ta đang làm những cái dự án lớn trên thế giới thì cũng thế thôi. Tốt nhất là cứ lặng yên mà làm. Tốt nhất là cứ lặng yên mà làm. Đến lúc mà chúng ta xong thì là chúng ta báo cáo với cổ đông thôi. Thế nên anh chị em cứ là yên tâm. Yên tâm khi mà nắm giữ cổ phần của Skyway. Đấy, Linh tìm hiểu kỹ thì Linh cảm thấy rất là yên tâm. Ok nhá, bây giờ đến nhà máy nhá. Xem nhà máy là có thực sự là có sản xuất không nhá. Đây, Linh sẽ dán cái link cho anh chị em. Đây là... anh chị em ở trên toàn thế giới là đã sang tận nhà máy sản xuất để mà kiểm chứng, đi vào tận trong nhà máy kiểm chứng xem là có phải là có sản xuất thật hay không. Rồi, link thông tin đây, quay trực tiếp là ở trong nhà máy luôn. Phi Hoàng đã nói đúng, lại còn nói hay, đề nghị anh chị em thả tim. Cảm ơn em Phi Hoàng nhé. Để anh chị em nhìn nhá, đây không phải là chỉ một người đâu, Linh sẽ dán tiếp những cái lông tin, những cái video ở tại nhà máy luôn, nhiều lắm anh chị em ạ. Xin chào Nguyễn Ngọc Kết nhé, hello tất cả các anh chị em. Ôi, tìm hiểu thông tin á, Skyway nhiều thông tin lắm. Các anh chị em ngày hôm nay mà anh chị em mà xem hết những cái link thông tin mà Linh gửi ấy thì cũng có mà mất cả đêm. Đã bảo rồi, nó rất là công khai minh bạch luôn. Đây, thông tin tiếp nhá. Đấy, lại thêm những người nữa là vào nhà máy của Skyway để kiểm chứng nhé. Đây, tiếp nữa đây. Ôi dồi ôi, thông tin thì nhiều lắm. Rồi, tàu Skyway thì đang chạy như thế nào. Đây, bây giờ này, hé lộ bí mật bên trong nhà máy của Skyway. Ông có thực tế là ông sản xuất hay không? Đúng không? Đây thì anh chị em và anh chị em xem tập đoàn là có đang sản xuất hay không. Chào chị Hương Đặng nhé. Đấy, có những cái link video mà mọi người quay, mọi người sang tận nhà máy để mọi người xem ấy. Rồi mọi người được giám đốc quỹ của chúng ta là giới thiệu về nhà máy đấy. Anh chị em trực tiếp anh chị em xem nhé. Rồi bây giờ là xem là tàu Skyway thì đang chạy như thế nào. Bởi vì như Linh đã nói rất nhiều với anh chị em rằng là Skyway của chúng ta thì là đã có những 5 mẫu đường ray và 11 mẫu tàu được cấp phép thương mại hóa, tức là được phép xây dựng trên quy mô toàn cầu. Thì là ở tại Belarus, ở tại trung tâm chỉ dưỡng công nghệ của chúng ta tại Belarus. Đây, xem là tàu Skyway chạy có êm hay không thì xem vào link này. Đây, anh chị em cứ lưu lại tất cả những cái link video này, bởi vì là Linh lấy toàn những cái video mà chuẩn thôi. Và những anh chị mà ở trong cái chuyến đi Belarus đấy thì Linh cũng có quen rất là nhiều nhé, toàn anh chị đầu tư rồi mà. Tiếp theo nữa, nhà máy rồi đúng không, đi thử tàu rồi đúng không. Bây giờ là chúng ta sẽ đến cái việc là xem những ông lớn trên thế giới là nói gì về Skyway. Đây,
Tiếp theo nhé, những cái thông tin này mới là những thông tin mà đáng giá để cho anh chị em là quyết định đầu tư Skyway này. Đấy, công khai minh bạch rồi đúng không? Có thật rồi đúng không? Thế bây giờ xem là ông có tiềm năng không nhé. Ông có tiềm năng không mà ông Dubai lại bắt đầu là ấy đây, ông Dubai lại bắt đầu là tài trợ vốn đây. Đây, đầu tiên ngày 11 tháng 2 năm 2019, Quốc vương Dubai và Thái tử Dubai thì là quảng bá Skyway ở hội nghị thượng đỉnh toàn cầu dành cho hơn 140 quốc gia và 4.000 lãnh đạo trên toàn thế giới. Ông ấy giới thiệu về công nghệ Skyway. Và cái này thì đã được ông ấy đăng trên trang vừa Twitter vừa Instagram, mà link dán cho anh chị là link Instagram của ông ấy. Đấy. Đây chị Lương Lương đây, tối nào cũng nghe em nói về Skyway, cảm thấy tự hào, mình rất may mắn khi được có vốn của Skyway. Đấy chị em thấy chưa? Người ta đầu tư Skyway người ta cảm thấy là may mắn và tự hào. Anh chị em, nhiều anh chị em không tìm hiểu đến nơi đến chốn thì nghĩ là nó nghi ngờ này kia kia nọ. Thế Linh nói từ đầu live stream đến bây giờ rồi đấy. Đấy, nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ mà ông Quốc Vương này ông ấy lại giới thiệu trước hơn 4.000 lãnh đạo à? Đấy, anh chị em vào kỹ Instagram anh chị em xem nhé. Anh chị em nào mà máy không dịch được sang tiếng Việt thì copy lên Google dịch là ra hết. Bây giờ công nghệ thông tin rồi, chúng ta phải áp dụng vào đúng không ạ? Tiếp theo, đến ngày 30 tháng 4 năm 2019 thì là ông ấy tiếp tục là công bố với toàn thế giới rằng là Dubai thì ông ấy đã ký một cái quyết định để cho xây dựng công nghệ Skyway, xây dựng cái tuyến đường đầu tiên của Skyway ở tại Dubai. Thế thì anh chị em thấy không? Người ta quyết định họ xây dựng rồi, họ xây dựng từ 30 tháng 4 năm 2019 rồi. Và đây là cái hội cuối cùng để mà anh chị em là đầu tư nắm giữ cổ phần Skyway trước khi Skyway lên sàn. Lên sàn rồi thì anh chị em làm sao mà dám đầu tư nữa, bởi vì là giá nó sẽ rất là cao. Nó cao vì sao? Nó cao là bởi vì là bây giờ họ đang xây trên toàn cầu rồi. Họ xây trên toàn cầu rồi thì khi mà họ lên sàn thì đương nhiên rồi họ có giá trị, là cổ phiếu của họ rất là cao, mua làm sao được, đầu tư làm sao được, đúng không? Đây, 30 tháng 4 lại tiếp tục tuyên bố đây, tôi đã ký một cái quyết định cho xây dựng. Đây chị em vào trực tiếp anh chị em xem. Hello anh Đỗ Công nhé. Anh Đinh Văn Công, giá cổ phần Skyway thừa sức để ngang bảng với Apple, Amazon hay Tesla. Hello anh Bá Quân. Cái đấy thì là Linh nghĩ rằng đấy là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì là chúng ta là một tập đoàn rất là lớn, thậm chí là chưa lên sàn nhưng mà đã được định giá là hơn 400 tỷ đô, trị giá hơn 400 tỷ đô rồi. Thì anh chị em thấy là không có nhiều những cái tập đoàn mà nó được định giá những cái mức cao như thế đâu. Nó không phải tự nhiên người ta định giá như thế đâu. Người ta phải nghiên cứu kỹ xem là ông có tiềm năng hay không, ông có giá trị thật hay không thì người ta mới định giá, đúng không? Đấy, ông Mohammed bin Rashid Al Maktoum, quốc vương của Dubai. Đây, cái trang Instagram của ông đấy thì là HHSHKMOHD. Ông này ông viết tắt được tên ông dài quá. Thì anh chị em có thể kiểm chứng là đây là cái trang chính của ông đấy, bởi vì là có bây giờ là Linh xem là bao nhiêu triệu lượt follow nhé. Chị Hoàng Trang chào Linh xinh, hello chị Hoàng Trang xinh đẹp nhé. 5,2 triệu người theo dõi, 5,2 triệu người theo dõi trang Instagram của quốc vương Dubai. Đấy thì anh chị em hình dung là những cái thông tin mà ông ấy đăng ở trên đấy thì là thông tin rất là chuẩn. Đấy, sau khi mà quốc vương đăng, thái tử đăng thì những cái trang tiếp theo như là Dubai Media Office hay là Khaled Time hay là Good News thì họ bắt đầu họ đưa tin hàng loạt luôn. Nó từ một cái nguồn chuẩn nó ra anh chị em ạ, từ một cái gốc, từ một cái gốc. Thế thì mình phải biết được là cái đâu cái thông tin gốc. Ông nào là ông mà tuyên bố cái thông tin gốc, đúng không? Chị Hương Đặng, chị cũng rất tự hào, cả nhà chị cũng có cổ phần Skyway. Chúc mừng chị Hương Đặng và toàn bộ gia đình chị nhé. Linh cũng có cổ phần Skyway và toàn bộ gia đình Linh cũng có cổ phần Skyway. Và Linh cũng đang rất là tự hào. Linh tin rằng rất nhiều anh chị em ở trong đây cũng đều rất tự hào vì được nắm cổ phần Skyway, đúng không ạ?
Ok, chúng ta tiếp tục nè. Xong ông quốc vương của Dubai, thế nên ông quốc vương khác bên đấy kinh lắm. Đây, đến ngày 26 tháng 10 năm 2019 thì là quốc vương của Sara, ông Qasimi, thì là ông đấy là trực tiếp là đến công viên trình diễn của chúng ta ở tại Sara để đi thử con tàu Skyway của chúng ta. Và chúc mừng ngài Junichi. Đây, thì link thông tin đây. Sau khi mà ông ấy đến thì hàng loạt những kênh truyền thông chính thức của Sara, của UAE là đưa tin một loạt luôn. Anh Đỗ Công Anh cũng tự hào nữa. Vâng, anh Phạm Đình Dũng tìm cách tiêu tiền thôi. Ôi dồi ôi, anh ơi đừng. Đầu tư quan trọng nhất là dòng tiền, để dòng tiền nó lớn đã rồi nó tiêu. Anh Tuấn Nhàn anh chỉ được 1,2 triệu cổ phần thôi, nhưng cũng coi là may mắn và hạnh phúc khi mà kịp thời biết và đầu tư. Đấy anh chị em thấy không? Mấy ông mấy ông bảo Skyway lừa đảo á. Thế đây này, mấy ông cổ đông Skyway này, ông có kêu là lừa đảo đâu, toàn kêu tự hào không à. Linh đây, một cổ đông Skyway đấy, có bảo lừa đảo đâu, toàn thấy thích tự hào ra đang nắm thêm nhiều cổ phần đấy. Lừa cái gì mà lừa, đúng không? Đấy, là ngày 26 tháng 10 tiếp theo nhé. À đây, Dubai UAE đúng không? Đây rồi là ngày 30 tháng 1 năm 2020, hội thảo ở tại UAE đây, ở tại cái trung tâm chuyển giao công nghệ của Skyway ở UAE. Đây, thì anh chị em vào đây, anh chị em xem. Nói rất nhiều về Skyway. Ngay buổi livestream ngày hôm qua là Linh cũng đã nói với anh chị em rồi, tức là cái sự hợp tác sâu rộng giữa Skyway và UAE đấy, Abu Dhabi rồi là Dubai rồi là Sharjah ấy, sẽ đem lại một cái sức mạnh kinh tế rất là lớn cho cả đôi bên, cho cả đôi bên nhé anh chị em nhé. Hợp tác là hợp tác win-win, là hợp tác cùng thắng, là phát triển cả đôi bên, chứ không phải là chỉ là một bên phát triển nhé anh chị em nhé. Đấy, thì là Skyway này cũng mang đến cho những người này, những cái phía mà UAE này rất là nhiều những cái lợi thế, và UAE cũng mang đến cho Skyway rất là nhiều những lợi thế. Chính vì thế họ hợp tác với nhau để cùng phát triển. Ai là người được lợi ấy chị em? Ai là người được lợi ạ? Cổ đông Skyway chính là người được lợi, đúng không ạ? Nhiều cổ tức, giá trị cổ phần cao. Anh Công Đinh Văn, Tesla cũng mất 15 để giá cổ phiếu từ 0 đồng lên 2.300 đô như hôm nay. Và Skyway 15 nữa thì 2.000 đô thì mình cũng làm tiền đấy không xuể rồi. Quan trọng là anh chị em nhiều hay ít, nhưng quan trọng là anh chị em giữ được. Anh chị em giữ được cổ phần thì sau này chắc chắn sẽ rất nhiều tiền. Anh chị em nào mà nhiều mà thấy nó lên sàn phát 1 đô, 2 đô bán luôn. Lúc lên sàn, mình nhiều tiền đến đây, trời ơi tiêu gì đây, mình bán bớt đi thôi. Thế là bán đi thì gần như là chặt đứt cái rễ cây giàu có của mình, đúng không anh chị em? Thế là mình không nên như thế, mình nên giữ cổ phần, còn lại thì mình tiêu cái phần cổ tức thôi. Mình chịu thiệt mấy năm đầu khi mà giá nó mới có vài chục đô thì là mình cứ từ từ mình tiêu ít thôi, đúng không? Đấy, dần dần là sau này mình phải, bởi vì là mình còn sống trăm tuổi, hơn trăm tuổi cơ mà, nên là mình phải có cái nguồn dự trữ cho mình, đúng không? Đấy, thế Linh khuyên anh chị em cứ từ từ, cứ bình tĩnh, đừng bán vội nha anh chị em nhé. Ok, tiếp theo. Ôi dồi ôi, nhiều thông tin lắm luôn. Dubai rồi, Sara rồi, đúng không? Ok, thế thì bây giờ là bây giờ Linh sẽ nhiều anh chị em thì không biết là nó có bảo là ôi hôm nay thì Linh nhận được câu hỏi là em muốn tìm hiểu kỹ, là em muốn là tìm hiểu từ những cái năm đầu tiên, em muốn tìm hiểu cái lịch sử mà ông Junichi ông ấy nghiên cứu những con tàu cơ. Ok, đây có luôn. Anh chị em vào trang junichi.engineer và anh chị em chọn phần ấn phẩm thì sẽ có tất cả những cái thông tin mà ngài Junichi đã lưu lại từ những năm 1966, từ những năm mà những cái năm đầu tiên nghiên cứu về công nghệ Skyway,
những hình ảnh, những thước phim mà từ những năm 1966 cho đến năm 2020, tức là tại cái thời điểm này. Đây thì anh chị em nghiên cứu, Linh gửi link cho. Ôi anh chị em nghiên cứu thoải mái luôn, Linh đã bảo rồi. Mà Linh toàn lấy thông tin chuẩn của anh chị em ấy. Đây, đến bây giờ vẫn còn chần chừ à. Lướt đến chân rồi, lướt chân rồi, còn chưa chịu nhảy. Ôi, anh chị em không nhảy là bỏ mất cơ hội đó. 3 ngày nữa rồi. Đây, Junichi.Messenger vào phần ấn phẩm. Và nhìn những cái năm mà từ năm 1966 đấy anh chị em. Anh chị em nhất vào cái mũi tên cho năm 1966 đấy. Thì ra rất nhiều năm, anh chị em đọc năm nào cũng được. Thì anh chị em sẽ nhìn thấy là tất cả cái quá trình mà Skyway phát triển từ những năm 1966 cho đến tận bây giờ. Đấy, thì nếu mà ôi dồi ôi người ta lừa đảo thì ôi ông này ông lên kế hoạch từ những năm 1966 đến bây giờ đúng không ạ? Năm nay ông ấy hơn 70 rồi, năm nay ông 71 rồi mà ông vẫn chưa lừa xong. Anh chị em thấy vô lý không? Rất là công khai minh bạch. Nên là anh chị em là cứ tìm hiểu thông tin đi. Đấy, cứ xem hết những thông tin Linh gửi đi. Đấy, không ai cung cấp cho anh chị em đầy đủ như này đúng không? Ok, đấy, Linh lưu hết lại thông tin chuẩn nguồn luôn. Anh chị em thoải mái kiểm tra. Thoải mái kiểm tra luôn. Nghiên cứu từ năm 1966 đến bây giờ đúng không? Tiếp theo là cái video về bảo tàng Skyway nhé. À đây, anh Đinh Công Văn gì đây? Chúng tôi là nhà đầu tư chứ không phải là nhà đầu cơ. Mà nhà đầu tư thì mua cổ phần để hưởng cổ tức. Cổ tức mới là mục tiêu lớn nhất của đời mình. Anh Đinh Công Văn nói như thế này thì em rất là đồng ý luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là cổ tức nó là một cái nguồn thu nhập thụ động. Bây giờ anh chị em còn sức khỏe để anh chị em lao động, anh chị em kiếm tiền. Thế nhưng khi anh chị em tầm 60, 70 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi, hơn 100 tuổi, mà khi đấy con cái nó không lo được cho mình, thì anh chị em lấy tiền đâu ra để anh chị em sống? Linh hỏi anh chị em là như thế. Nếu như mà không có một cái nguồn thu nhập thụ động đủ lớn thì anh chị em sẽ sống cuộc sống như thế nào? Hay là tại thời điểm này anh chị em vẫn chưa nghĩ đến cái việc là tôi sẽ sống khi mà về hưu tôi sẽ sống như thế nào? Hay bây giờ anh chị em vẫn chưa nghĩ? Oh my god, phải nghĩ luôn đi ạ. Mày Linh 30 rồi và Linh cũng đã bắt đầu lên kế hoạch nghỉ hưu cho mình rồi chứ. Tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động để mà lên kế hoạch nghỉ hưu chứ. Bởi vì đến năm 70 tuổi lúc đấy là chân tay là run rồi, làm sao có thể làm việc được đúng không ạ? Tim đập chân run rồi, làm sao mà có thể làm việc được? Thế nên anh chị em mình dung là chúng ta là phải có cái sự chuẩn bị. Chúng ta đầu tư cổ phần Skyway, hãy nhìn vào tương lai 10 năm nữa. Đây chính là cái điều Linh muốn nói đây này. Chị Lương Lương, Linh nói chuẩn quá anh chị em ạ. À, cảm ơn chị Lương Lương nhé. À, anh Đinh Công Văn chính xác là như anh Đinh Công Văn nói, tức là phải nhìn vào tầm 10 năm nữa. Chúng ta đang đầu tư sớm, chúng ta đang đầu tư sớm thì chúng ta phải nhìn vào cái tương lai. Khi mà 15 năm nữa thì nó sẽ phát triển như thế nào? Anh chị em bây giờ anh chị em nhìn thấy cái phần ngọn của những cái tập đoàn lớn đấy chứ. Anh chị em nhìn thấy cái phần ngọn của Tesla bây giờ nó là 2.300 đô. Anh chị em nhìn thấy cái phần ngọn của Amazon bây giờ nó là 3.000 đô trên một cổ phiếu. Phần ngọn của Apple, của Facebook nó là vài trăm đô trên một cổ phiếu. Thế nhưng anh chị em có nhìn cái gốc lúc mà nó phát triển không? Cái lúc mà nó phát triển nó mới chỉ có vài đô thôi đấy. Và những người mà người ta đầu tư ngay từ khi nó chưa lên sàn đấy, thì anh chị em có nghĩ là anh chị em sẽ đầu tư ở cái lúc đấy không? Bởi vì lúc đấy mới chính là cái lúc mà anh chị em nên đầu tư. Còn cái thời điểm này khi mà giá cổ phần của họ quá là cao như thế thì đầu tư làm gì nữa? Giá đu đỉnh như thế thì đầu tư làm gì nữa? Đúng không? Đấy, người ta đầu tư là đầu tư cái lúc mà công ty nó sơ khai. Nó sơ khai khi mà nó đang cần vốn, nó phát triển. Mình tài trợ vốn cho người ta. Mà mình nhìn thấy được rằng là công ty nó sẽ phát triển trong tương lai thì là mình mới đầu tư đúng không? Mình chắc chắn là mình đầu tư thì là mình sẽ nắm chắc được cái phần thắng trong tương lai. Đúng không anh chị em? Chờ đến lúc mà nó thành công á. Lúc đấy anh chị em có dám đầu tư không? Có dám mua cổ phần không?
giống như là Amazon bây giờ 3.000 đô trên một cổ phiếu, anh chị em có dám mua không? Đúng không ạ? 70 triệu, hơn 70 triệu một cổ phiếu, anh chị em có dám mua không? Anh chị em, đây là chúng ta là đây là cơ hội rất là tốt để mà chúng ta nắm giữ cổ phần. Anh Niu Văn, ai mà sống được đến 100 tuổi em? nhưng mà không thể sống 100 tuổi nhưng chết để lại cái gì cho con cháu cũng được. Vâng. Linh thì Linh nghĩ là Linh sống 150 tuổi anh chị em ạ. Trong đầu là mindset 150 tuổi. Ok, ôi chúng ta còn nhiều thông tin lắm. Linh sẽ dán hết cho anh chị em. Chúng ta còn rất nhiều thông tin luôn. Website chủ tịch rồi đúng không? Video bảo tàng nhá. Đây anh chị em bảo là nó không thật đúng không? Đây, người Việt Nam bảo người nước ngoài nói đôi khi còn không tin đúng không? Người Việt Nam sang tận viện bảo tàng. Anh chị em lên YouTube anh chị em search viện bảo tàng Skyway. À, chị Lưu Thị Phượng, chị Linh có nhiều cổ phần chưa? Em cũng nắm một lượng cổ phần cũng ok rồi, em nghĩ là xóa đói giảm nghèo được rồi. Đây anh chị em nhá, xem viện bảo tàng Skyway. Đây có rất là nhiều những cái mà từ những cái năm đầu tiên mà ngài chủ tịch ngài nghiên cứu ấy thì là đều có lưu lại tất cả những cái mà Skyway là từ những cái năm lịch sử đấy, từ những cái lúc mà đầu tiên mà ngài nghiên cứu ấy. Đấy thì anh chị em bảo là ôi dồi ôi nó bánh vẽ, ôi dồi ôi nó lừa. Thế anh chị em xem đi xem là có phải nó lừa không. Những nhà đầu tư từ những năm 14 là còn được khắc tên lên trần nhà nhá. Đấy thì anh chị em nhìn cái trần nhà đấy rất là nhiều tên luôn. Và cái tên người Việt Nam cũng có luôn đấy. Đấy, cái viện bảo tàng ở đây, cổ đông lớn nhất Việt Nam chia sẻ bảo tàng công nghệ đây. Đây thì là anh chị em là anh chị em vào đây để xem. Đấy. Hello chị Hà Trần nhé. Xin chào chị Hà Trần xinh gái. Tài giỏi. Xin chào tỷ phú đô la Hà Trần. Đấy thì anh chị em và anh chị em xem là người Việt Nam thì đã sang tận nơi và kiểm chứng công nghệ rồi là tham viện bảo tàng của Skyway. Thế thì nếu mà người ta không có cái gì thì người ta lại đâu ra cái để làm bảo tàng đúng không chị em? Đấy. Bảo tàng nhé. Đây. Xong bảo tàng này. Đấy. Ông có thật đúng không? Bây giờ là ông phải xem là truyền thông thế giới nói gì về Skyway. Đúng không? Ông Việt Nam nói là nó không ok đúng không? Ông Việt Nam lúc ban đầu thì nói rằng là nó rất ok. Xong về sau ông lại bảo không ok. Đấy là không đồng nhất quan điểm trong cái việc là nhìn nhận một vấn đề. Đầu tiên khen xong về sau chê. Nó thảo mai ấy, đúng không? Thế là thảo mai. Anh Công Linh Văn, mọi người nghe nói rằng người chết vẫn kiếm ra tiền không? Cái ông chủ khai sinh ra hãng xe Ford đấy, ông chết gần trăm năm nay rồi mà tài sản mấy trăm tỷ đô ông để lại vẫn đang nuôi được mấy chục ngàn người. Cái này phải gọi là chết rồi mà vẫn làm từ thiện được. Giá trị cổ phần đấy anh chị em. Nó phụ thuộc vào giá trị cổ phần đấy. Cổ phần mới là cái quan trọng. Sau này anh chị em có thể thừa kế cổ phần Skyway lại cho con cháu được nhé. Thừa kế cho con cháu thoải mái. Đấy. Mình có thể là qua đời rồi thế nhưng mà vẫn để lại tài sản cho con cháu được. Cảm ơn anh Trần Thao nhé. Đây à, thế giới nói gì về Skyway đúng không? Xem nào. Đây Linh sẽ tìm trực tiếp ở trên YouTube luôn. Anh chị em cứ lên YouTube anh chị em tìm có rất nhiều luôn. Tìm xem truyền thông thế giới nói gì về Skyway. Đấy là có đầy đủ luôn. Đây, Linh sẽ gửi cái liên kết cho chị em luôn cái link này. Oh my god. Cái máy tính nó phải dán nhiều link quá nên là nó hơi bị mệt. Đây. Truyền thông thế giới nói gì về Skyway? Truyền thông thế giới nha, những trang báo uy tín của thế giới nói về Skyway.
từ trước tới giờ luôn. Rồi là những trang báo mà lớn của Dubai UAE thì họ nói gì về Skyway. Tiếp đến nhá, là những nhân vật quyền lực ủng hộ Skyway là ai. Đấy thì là chúng ta là phải có những cái mà thông tin thực tế. Sao là ông thực tế ông làm ăn với ai, ông có đối tác như nào đúng không? Hay ông không có đối tác làm ăn lớn thì là tôi làm sao mà tin được ông, tôi làm sao tin được cái tầm phát triển quy mô của ông đúng không? Đây anh chị em xem các nhân vật quyền lực, nhân vật quyền lực ủng hộ Skyway. Đấy, trong số đấy nhá, quốc vương Dubai, quốc vương Abu Dhabi, quốc vương Sara, tổng thống Nga Vladimir Putin, những chính khách lỗi lạc của Liên bang Nga, rồi là Mông Cổ, rồi là chính trị gia Peru. Ôi rồi, anh chị em là những thấy là những người mà như thế đấy thì có đáng tin hơn những người mà đứng đầu chính phủ quốc gia như thế, thì có đáng tin hơn là người hàng xóm nhà mình không? Đúng, có đáng tin hơn ông hàng xóm nhà mình mà chưa biết gì về công nghệ Skyway không? Hay là có đáng tin hơn là vợ mình hay chồng mình mà chưa biết gì về Skyway không? Anh chị em xem là ai đáng tin hơn? Đầu tư để... thôi anh về anh hỏi vợ anh nhé. Đấy, chị về chị hỏi chồng chị đã. Thế mình bảo chồng chị biết về Skyway chưa? Vợ anh biết về Skyway chưa? Chưa. Anh phải, nhưng mà anh phải hỏi ý kiến đó. Nhưng mà chị phải hỏi ý kiến đó. Vâng, hỏi ý kiến thì hỏi thoải mái, nhưng mà hỏi người nào biết chứ sao lại hỏi người chưa biết? Thì họ biết gì về những điều họ chưa biết? Đúng rồi, đúng rồi chị em. Người ta biết gì về những cái điều người ta chưa từng biết? Thế mình thấy là những cái nhân vật mà quyền lực mà ủng hộ cho Skyway như này này, họ phải tìm hiểu rất là kỹ thì họ mới ủng hộ cho Skyway chứ, đúng không chị em? Anh Trần Thao Hải Dương, em mình nào làm bữa bê đi. Anh có vào được thành phố Hải Dương không? Thành phố Hải Dương bây giờ đang cách ly 28 ngày. Em đang cách ly trong thành phố đây. Đấy, anh chị em là qua cái buổi live stream ngày hôm nay thì là anh chị em đã thấy được là Skyway là công khai minh bạch như thế nào và đáng đầu tư như thế nào rồi đúng không? Ngay bây giờ là anh chị em chỉ còn 3 ngày nữa để sở hữu cổ phần của Skyway thôi. Và với gói cổ phần mà đầu tư là rất là ưu ái $600 mà sở hữu 30.000 cổ phần, $1,200 thì sở hữu là 108.000 cổ phần. Và chỉ còn 3 ngày nữa để anh chị em được hưởng cái mức chiết khấu sâu như thế này thôi. Còn sau ngày 31 tháng 8 thì là nó sẽ thay đổi cái mức chiết khấu, và đương nhiên cùng một lượng tiền nhưng cái lượng cổ phần nhận được ít hơn, đồng nghĩa với việc sau này anh chị em sẽ ít tiền hơn những người mà họ nắm cổ phần Skyway ở thời điểm này. Anh em ạ, nó chỉ chênh nhau một tí thôi, một khắc thời gian thôi là anh chị em là đã thua người ta đến 12.000 cổ phần rồi, đúng không? Có $1,200 ấy, thua người ta đến 12.000 đô. Rõ ràng đầu tư cùng tiền một lượng tiền, cùng $1,200 mà thua người ta đến tận 12.000 cổ phần. Anh Phạm Đình Dũng, chị Linh đáng tin hơn. Cảm ơn Phạm Đình Dũng nhé. Anh Trần Thao, em bận lắm không biết ở đâu anh ơi. Đấy thì chúng ta là thấy những cái thông tin mà Linh cung cấp cho anh chị em ấy, thì là anh chị em đã đủ để thấy là Skyway là công khai minh bạch chưa, đúng không? Thế bây giờ nước đến chân rồi mà còn không nhảy nữa thì là Linh không có cách nào để giúp anh chị em đâu. Ai cũng mơ làm giàu và ai cũng có những cơ hội đến với mình. Ngày xưa nha, Linh kể cho anh chị em là cơ hội Bitcoin cũng đến với Linh rất là sớm. Bitcoin lúc đấy là vẫn còn rất là rẻ mà đến mà Linh không hề biết luôn. Linh không hề biết nó là tiền điện tử đâu. Với cái người mà mời Linh ấy, thì Linh lại cảm giác là cái anh đấy không được đàng hoàng tử tế. Linh không chơi, Linh không chơi với những người không đàng hoàng tử tế. Linh không chơi với anh đấy. Thế là Linh bỏ qua cơ hội đấy và Linh không có tìm hiểu Bitcoin. Đấy. Và Linh nghe VTV1 nói là Bitcoin lừa đảo. Bitcoin là lừa đảo đó.
Thế là Linh thôi, Linh bảo là ừ thế thôi, chả tìm hiểu Bitcoin làm gì. Và các anh chị em thấy là Bitcoin giờ sao ạ? Có những thời điểm lên 20.000 đô, hơn 20.000 đô trên một Bitcoin. Anh chị em thấy nó tăng giá trị như nào? Nó phát triển từ những cái lúc mà nó có 0,0 bao nhiêu đô ấy, nó phát triển đến 20.000 đô. Mà anh chị em mà nó lừa á, nó bán nó được, thu được tiền về mà anh chị em mà nó lừa á. Chúng ta phải nhìn nhận lại, vì là công nghệ chúng ta là chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin thì có nhiều cái nó sẽ nó khác với thời đại công nghiệp chứ, đúng không anh chị em? Cái thời đại mà chúng ta là công ăn việc làm ổn định nó qua rồi anh chị em ạ. Bây giờ chúng ta đang sống ở trong thời đại công nghệ thông tin, nên là chúng ta sẽ phải có những cái sự nhìn nhận nó thay đổi khác đi. Nó thay đổi khác đi chứ không thể nào giống như là cái thời công nghệ thông tin được, à giống như cái thời công nghiệp được anh chị em ạ. Nó khác nhiều lắm. Và ở trong cái thời đại của chúng ta thì là đầu tư vào công nghệ thì là một cái đầu tư là vô cùng đúng đắn luôn. Đây anh Nguyễn Đình Phụng đây, anh Nguyễn Đình Phụng cho con số chính xác luôn này. 0,0007 đô mua được một bit năm 2009. Oh my god. Hello anh Duy Phương Vũ nhé. Hello anh. Hello tất cả anh chị em. Đấy anh chị em thấy không? Trời ơi. 0,0007 đô. Oh my god, nó còn chưa cả được mấy trăm đồng. Đúng không? Ôi trời, nó rẻ dã man luôn. Một bit mà đến bây giờ là nó bao nhiêu? Mấy nghìn, mười mấy nghìn, 20.000 đô ấy. Thì anh chị em thấy là cái cơ hội nó đến với mình như thế đấy. Linh là Linh bỏ qua cơ hội đấy, Linh bỏ qua cơ hội đấy, Linh không đầu tư. Thế là đến cơ hội của Stairway thì Linh nhìn thấy là cái tầm của Stairway nó sẽ phát triển rất là lớn trong tương lai, nên là Linh là phải tóm ngay đầu tư ngay, chờ vài năm nữa không sao. Quan trọng là mình đầu tư sớm, quan trọng là mình đầu tư sớm, mình nắm cổ phần sớm thì mình mới được lợi nhuận cao, đúng không? Hello anh Nguyễn Tấn Long, hello anh Long đẹp trai. Thì là mình đầu tư sớm thì là mình mới nắm được cái lợi thế, cái sức mạnh đòn bẩy tài chính, đúng không anh chị em? Mới có được cái biên độ lợi nhuận cao. Chứ còn mình đầu tư muộn bây giờ, ví dụ như bây giờ mà anh chị em đầu tư vào Amazon, đầu tư vào Tesla, là đầu tư vào Facebook, Google thì nó không còn nhiều lợi nhuận lắm đâu. Bitcoin ngày đầu vài năm trước khởi nghiệp giá Bitcoin, ngày xưa 100 đô mua Bitcoin, bây giờ thì có vài trăm triệu rồi, công nhận thật. Ngày xưa mà Linh đầu tư 100 đô nó có phải là bây giờ là Linh là triệu phú đô la luôn rồi không? Đấy mà nhất là ngày xưa nhé, từ cái năm mà 18 tuổi lúc đầu là trong đầu lúc nào cũng mình phải là triệu phú đô la. Cơ hội nó đến nhưng mà không biết nắm bắt. Cơ hội nó đến nhưng mà lại thờ ơ với nó. Cơ hội đến mà thờ ơ. Thế là mất cơ hội anh chị em ạ. Mất cơ hội Skyway, à quên, mất cơ hội Bitcoin. Bây giờ đến cơ hội Skyway thì không thể nào để lỡ được. Phải nắm bắt thôi. Đấy, anh chị em nào mà chưa hiểu về Skyway thì xem lại livestream từ đầu nhé. Bởi vì cái livestream này thì nó Linh dán rất là nhiều những cái thông tin chuẩn xác về Skyway cho anh chị em. Tức là anh chị em nó hơi dài một chút, nhưng mà anh chị em cố gắng là xem lại và kiểm tra lại, thì là anh chị em sẽ thấy được rằng là Skyway nó cực kỳ là công khai minh bạch luôn, cực kỳ là ok luôn. Mà anh chị em nào mà đến bây giờ mà nước đến chân rồi mà vẫn chưa nhảy thì Linh khẳng định là anh chị em cực kỳ là thờ ơ với cơ hội luôn. Đấy, học từ cái bài học của Linh thôi. Ngày xưa mà Linh đầu tư có phải là bây giờ là Linh là triệu phú đô la lâu rồi không, đúng không? Nhưng mà không, thờ rất là thờ ơ với Bitcoin, rất thờ ơ luôn. Đấy, chỉ vì một cái lý do là cái anh mà anh mời Linh là anh chưa được, Linh cảm giác là anh chưa được ok lắm. Thế là Linh bảo là ông này kiểu gì luôn á, kiểu thế ông ấy hơi dâm dê. Thế là bảo là em không thích chơi với người nhanh đâu. Thế là Linh không đầu tư, Linh không tìm hiểu. Anh ấy bảo Linh đi tìm hiểu nhưng mà Linh chặn số luôn, không tìm hiểu luôn. Đấy, mất cơ hội Bitcoin.
Mà bit là tầm năm năm 19 là đầu tư bit là vẫn ok nhé. Ethereum thế nhá. Ethereum năm năm 19 nó thấp ấy, đầu tư vẫn ok nhá. Đấy, đến bây giờ thì nó cao lắm. Anh chị em là thấy cơ hội đầu tư nào mà nó ngon ngon là anh chị em phải tóm ngay, tìm hiểu kỹ mà tóm ngay. Bởi vì thời đại công nghệ số phát triển nhanh lắm. Công nghệ thông tin phát triển nhanh lắm. Ok. Hôm nay thì là Linh nói khá là dài bởi vì là nhiều thông tin. Thế thì anh chị em là muốn tìm hiểu kỹ về Skyway thì là anh chị em xem lại những cái phần comment của Linh nhé. Những cái link thông tin mà Linh dán ấy thì anh chị em tìm hiểu từ đầu đến cuối thì anh chị em sẽ hiểu sâu về Skyway. Và anh chị em sẽ quyết định được trong vòng 3 ngày nữa đúng không? Anh chị em nào mà quyết định thì quyết định nhanh lên. Mình lập tài khoản thì mình lập luôn đi. Mình lập luôn tài khoản bây giờ thì đến thứ hai kiểu người ta làm theo cái thứ tự ấy. Người ta làm theo thứ tự IT, họ xác minh theo thứ tự ấy. Thì đến ngày hôm thứ hai mà anh chị em là muốn đầu tư nhiều thì mới đầu tư được. Còn nếu như mà anh chị em mà chưa xác minh tài khoản thì chỉ đầu tư tối đa được một gói trả góp hoặc một gói trả thẳng thôi. Chưa xác minh ấy, chưa xác minh thì chỉ được đầu tư thế thôi. Em muốn nắm giữ nhiều cũng không được đâu. Anh chị em là hình dung là nếu mà xác định là đầu tư thì tìm hiểu sớm đi rồi lập tài khoản để cho người ta xác minh sớm. Cái lời khuyên của Linh, bởi vì là Linh làm rất lâu rồi, Linh tìm hiểu rất lâu rồi, đầu tư lâu rồi, nên là đấy là những cái lời khuyên mà rất là thành thật của Linh dành cho anh chị em. Ok, buổi ngày hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ ở đây thôi nhá, khan hết cả tiếng rồi này. Đấy, thì là Linh sẽ gặp lại anh chị em vào buổi tối ngày mai. Cảm ơn tất cả các anh chị em và anh chị em đã chọn mặt gửi vàng và cập nhật thông tin qua livestream của Linh. Linh sẽ quay trở lại cùng với những thông tin được cập nhật nhanh nhất, mới nhất và chuẩn xác nhất đến từ cái tiến trình phát triển của tập đoàn Skyway. Ok, xin chào và chúc tất cả các anh chị em ngủ ngon.